Hồi đó bà nội đẻ chú phụ trong xe tăng hay gì? Hồi đó bà nội đẻ chú phụ trong xe tăng hay gì? Mày còn câu nào hỏi không á mày, cái thằng mắc giật. Đúng quá. Cái nóng này có gì sư phụ? Bây giờ nóng quá. Trời ơi, có gì đâu nóng không? Nóng thiệt. Này là canh. Tốt như đó mà nóng cái gì? Canh bí hả? Nhìn sao canh bí? Canh bí. Canh của người ta là canh rau. Đó. Nấu với thịt. Này là rau kiểu bí bầu á. Này cái gì kho ngon vậy sư phụ? Đó cá nó co bọn này, cái món này nó hấp dẫn nè. Món này mới ngon nè, kho bạc phải không? Đúng rồi. Thấy mùi thấy ngon nè. Có mà ẩm vô coi, ẩm nguyên cái tobi vô, thấy cái mùi kho bạc nè, rồi cho nó gáo gáo xíu nữa. Thử được không? Rồi. Em hỏi cái nhà đang thử được không? Mùi kho bạc thơm lắm luôn á. Bay mùi văn ra tới ngoài hả cả nhà. Ngồi rồi xa xa tivi. Con này sư phụ vô bếp coi sư phụ. Cái gì? Con này sư phụ vô bếp coi. Không có, vô phá rồi chứ vô bếp gì. Để con bó, lát cô bẹt ăn được không bó? Trời ơi, lát nó bốc cái mùi lên đừng có thèm nha. Cơm chưa có hả sư phụ? Cơm gần chín rồi, đợi chú đi. Mới sắm cái nhà bếp này 80 tỷ. Rồi kho quẹt này kho theo kiểu Mỹ, rồi kho quẹt này cỡ 2.3 tỷ. Đó. Cái kho quẹt không mắc chứ vậy hả? Ừ. Kho quẹt này ở Việt Nam không có đâu. Nhập ba cái nguyên liệu rồi từ ở Mỹ về mới có. Được không? Ớt mua ở đâu sư phụ? Hả? Ớt mua ở đâu? Ớt là mua ở bên Bắc Cực. Có tiêu nữa hả? Ừ. Con cá này cũng gần Amazon. Đó. Cá của gần Amazon. Đó vậy xong rồi. Canh thì chơi với canh thịt nè. Bí nè. Đó, vị ngọt từ xương nè. Đó. Đầy đủ chất dinh dưỡng luôn. Ăn nhìn ngon hơn đi hoài. Bếp này mới sắm vài chục tỷ rồi để mà quốc lộ rồi để dành mà đi ngang rồi để mà nhào vô ấy. Sắp chín rồi đó. Rồi bộ phận dọn bàn thì bây giờ kiếm cái bàn còn cỡ chừng 10 tỷ rồi để ngồi ăn cho nó mát đít rồi. Đây mua lá hả? Chú đi đâu vô gần mình vậy sư phụ? Kiếm chỗ chơi bàn hả sư phụ? Ừ. Nó còn không đi hay lắm. Cả nào không đi cũng được hết. Rồi, chứ chọn bàn kiếm ra đây đi. Ngồi đây ngồi là hấp dẫn luôn, hấp bài luôn. Trời ơi, lên dốc cao đi. Dốc này mà cao cái gì, thanh niên chơi chán đâu mà quải hơn ông già nữa. Rồi vừa, cái gần cao su. Ừ, vô đây ngồi là hết bài luôn. Đó, thiếu chén với mấy cái chén cao su này ngồi. Chỗ này được này sư phụ. Trời ơi, cái chén mũ này của ai gớt rồi. Cái mũ cao su. Đây. Ngồi đó, đây được này chén lấy chén này ăn luôn. Chỗ này đẹp luôn nè. Ừ. Chỗ này là mát rượi luôn nè. Có gió nữa. Qua mấy cái đội bên kia đi bắt cỏ. Em ru bà ngồi luôn. Rồi Phi ơi. Rồi khu vực này là khu vực nhà ăn nè. Dạ.
Dọn cơm ở đây nè anh Thuy ơi. Dạ, đi vô luôn. Mưa mới lâm châm, cỏ nó còn ướt, ngồi xuống ngồi nó ướt đít luôn. Mát đít. Mát đít. Đây mấy vườn cao su này của anh sắm rồi khoảng chừng 50 năm về trước. Rồi mua nguyên cái khu núi này. Mua tổng cộng 3 cái núi. Rồi trồng gieo giống trồng cao su. Miền Trung bây giờ nó bị miền Trung hiện tại giờ chỗ sang đang đứng là miền Trung đây này Quảng Bình. Lũ lụt nhiều quá. Rồi sang tiên đoán trước thì năm 2020 chở tới đi tới năm 2050 hoặc là lũ lụt thiên tai nó ngày một nó nặng hơn. Rồi cho nên sang tiên đoán trước là 50 năm về trước sang mua và để mà gieo trồng cây lại. Lý do là cái nạn phá rừng á, cây cối giờ không còn nữa. Rồi cho nên nó cái vấn đề thiên tai sạt lở nó nhiều quá. Cho nên sang mua ở đây mấy chục cây số vuông. Nhà tiên tri đón trước luôn. Rồi mua mấy chục cây số vuông của ba quả núi. Đó. Ông mưa ngon để trồng. Thì cái này hồi đó sang mua có mấy chục mấy cây số vuông như vậy, ba quả núi đâu có nhiêu tiền đâu. Có vài tấn vàng à. Rồi để trồng hôm nay 50 năm rồi cây nó mới được vậy nè. Đó. Sư phụ trồng cây cao su bị dinh dưỡng hay không? Xíu. 50 năm rồi nhớ xíu đi. 50 năm không phải nó dinh dưỡng rồi. Không phải nó bị dinh dưỡng đâu. Tại vì nó tốt quá. Cho nên thì nó có cái thân cái thân như vậy nè. Có cái thân nó lớn nổi. Đó, cái thân nó cỡ như cái tay nè, đó. Thấy không? Đó. Trồng 50 năm rồi đó, con này dinh dưỡng rất là tốt. Giờ hiện tại định cái miếng giá miếng đất này nhiêu sư phụ? Hồi đó mua cỡ 4 tấn vàng, giờ bán rẻ là thôi, bán cỡ chừng chục tấn vàng thôi. Bán thấy rẻ không? Dạ, bán kệ bán đổ mà không bán đâu. Để dành trồng đây đặng trứng bão, trứng sạt lở cho miền Trung. Dạ. Để lâu lâu ghé ăn cơm. Rồi mỗi năm đi ra ngoài này cứu hộ, cứu trợ bà con có cái chỗ để lại nghỉ ngơi. Đó. Cái này sư phụ mua mấy chục cái giọng nó dân lý tưởng luôn đó sư phụ. Trời ơi mà nghĩ sao đất người ta mua mấy chục tấn vàng mà mua mấy cái giọng. Nghỉ ngơi ăn cơm. Mấy cái giọng chi. Tập cất mấy cái nhà sàn triệu đô ngủ cho nó mát đít. Ủa mấy ông kia đi đâu giọng đi trời. Kiếm ơi ơi, ơi 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 ơi. Gần cao su trọng có gì đâu kiếm. Đừng có vô trong đó thả bánh kem nha. Ô quế cái khu gần cao su của tôi nha. Đi kiếm lấy chuối, đi kiếm lấy chuối á. Ồ cái rượu ra. Đó. Đây. Đây được có cái là muốn giải quyết gì á, ngoài kia có cái cầu. Chung dưới gầm cầu giải quyết xong ngay. Có nước suối luôn. Ờ. Nước suối là mát lạnh. Đó. Đây. Ê, cái chảo cò quẹt của tớ đây 2.3 tỷ. Kết cái món này nè. Đó. Cơm nóng cò quẹt chấm rau. Cò quẹt 2.3 tỷ. Cái món này thôi u chu cha ơi nó chảy nước miếng. Đây. Nước mắm ớt. Đó. Nước mắm ớt hết bài luôn. Chén sang mua chén cũng là chén vàng. Mài nóc bên ngoài đang giấu lại để thôi tụi lâm tặc nó thấy cái chén này bằng vàng thiệt nó lại cướp. Đừng có la lớn nha cả nhà. Cả thế giới nghe thôi sư ơi. Sang chỉ nói cho cả nhà nghe mà đừng có nói cho ai nghe nha. Cái chén nó bằng vàng ở mài nóc bên ngoài để giấu vàng trong á. La lớn mấy thằng lâm tặc trong kia, mấy thằng này mấy thằng mắc dịch này nó ác lắm, da nó bóp cổ nó lấy á. Đó. Mấy cái giá đó này á thì nó mua cái giá bằng bạc. Đó. Nội rổ rau rồi không hết 50 triệu rồi nè. Thấy không? Đó. Này 50 triệu này 2 tỷ 3 nữa là 2 tỷ 8 rồi. Cái chén nước mắm ớt này á, là 100 triệu. Là 2 tỷ 9. Đó. Còn cái nồi canh nấu á, thì có 1 tỷ rưỡi à.
À. Cái nồi đây là 1 tỷ. Cái này 1 tỷ, còn cái nồi canh kia 1.5 tỷ. 1.5 tỷ, 2 tỷ. 2 tỷ rưỡi. Đó. Rồi còn cái nồi cơm 500 triệu nữa. Rồi là rẳng là 3 tỷ, 3 tỷ 2 tỷ 9 nữa là tổng cộng là 5 tỷ 9. Cái mâm cơm quá tuyệt vời. À, chưa tính mấy chén này nếu mà bỏ nóc ra mà cân là vàng đó là khoảng 5 kg vàng. Vàng không có chơi ba cái vàng 4.9 xưa rồi, này đã chơi vàng vàng 4 con phụng chứ không phải vàng 4 con rồng. Đó. Lấy chặt thêm. Sư phụ dẫn nồi cơm ra cái cho hấp dẫn nè sư phụ. Này nồi canh với nồi cơm gì? Nồi canh hả? Nồi cơm chưa xong nãy rồi. Quên. Trời ơi. Cái chỗ này cái chỗ ngon nhất, không để ngay chỗ này nó nắng. Nhà tôi nhà biệt thự như vậy mà nó rửa. Rồi, quay đầu lại, quay đầu lại. Đây, 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 đây. Ở bên kia, đây bên kia không có cây rồi. Tình yêu bao nhiêu lâu nay không có biết. Đây, 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 đây. Đó. Rồi. Cầm nữa lên đi. Rồi xong rồi đó. Còn tao không bố người vô đây luôn. Mà chấp hay rồi, tao không tìm. Không, lên đây hết giống nè, ở dưới kia có giống. Kéo lại phá cửa xe. Phải chìa phá là lấy gọi, lấy cái đầu mót cho phá cửa xe. Ở đây lâm tặc nhiều lắm. Ồ, ăn lẹ để chạy, tuy đất nhà của mình nhưng mà nó làm chủ. Đó, tại mình đi lâu năm rồi, 50 năm nay mình mới quay lại. Đây, đây 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 cái bàn. Cái bàn rồi, cái bàn này đúng của cái bàn luôn. Đây đây. Đây cái bàn đúng cái bàn luôn. Phải phải phải. Có chiều sâu á. Có mấy tàu nó có sâu. Quá sâu đưa đó, nó tại nó chạy trong đó nó mình đặt cái đít mình ngồi cho nó chạy trong đó nó thông. Còn giờ thằng nào 16 vốn nó thì dễ. Xong mình á. Xong. Đó. Sáng mùa. Đây. Đi về ra đi, đi về ra ngồi. Ghế này là ghế kêu bằng là ghế thiên đình. Đó, ngon ngon. Hấp dẫn luôn, hấp dẫn luôn. Hấp dẫn luôn. Rồi lót bên kia nó đây. Chạy 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 có bên kia kìa. Đó, vô. Bu vô, nồi cơm để bên ngoài, nồi cơm để bên ngoài. Kêu mà bu gì? Dông ơi, dông ơi. À, về đây. Bu gì? Chưa, thì cái ở đó từ từ. Đây, ha. Rồi đó. Ngon lành luôn. Cơm lên. Đó, bây giờ không chưa đánh chưa? Có liền, đó. Canh đây. Rồi bữa cơm mời ta về ăn đi mấy bà cũ. Thằng nào mua trứng à? Thằng nào mua trứng đưa tay lên. Thằng chất quốc đúng không? Kêu nó đi mua trứng 20 cái trứng nó lấy nó làm biến không chịu đi, nó lấy 2 cái trứng của nó em ra nó luộc ăn ngay nhịn chài. Đó. Trứng nó sao bự vậy sư phụ? Hả? Ai biết nó bỏ trong cái vỏ của nó không vậy, giờ nó chữ nè. Kêu nó mua 20 cái trứng. Dâm ơi. Thiếu. Kêu đi mua 20 cái trứng mà lấy xài trứng gì vậy? Chủ quán còn 2 trứng à. Ông chủ trứng của ông chủ quán hay trứng ngoài? Không còn 2 trứng à. Quá vừa rồi nha. Bây giờ nè nghĩ sao hả? Nguyên một băng như vậy rồi cho ăn có 2 trứng nè. Ai ăn ai nhịn. Tâm á. Rồi. Vô. Đổ lá chuối cái cây bọc lên rồi đẹp cho đi. Đâu có không? Đây đây. Rồi. Đó. Bỏ đũa vô đi. Đó. Rồi vô. Rồi đi rồi. Giáo nha, còn... xong rồi. Cái gì cút mặt cút mày những người chiến sĩ trong công trước tiên ở quanh quẩn dùng cục đất này về dùng cơm với anh em dùng tụi tôi và hộ độ trị cho bà con miền Trung luôn được bình an. Anh em ơi,
anh còn ở ngoài này, anh chuẩn bị đi qua Quảng Nam vô Chợ Len, Chợ Mi nữa. Anh còn đang ngoài Quảng Bình. Thì ngồi xuống. Để anh kêu nó lên, nó lấy về, nó đóng. Đi vô ngồi đi. Ok, để anh kêu nó chạy ra, nó lấy về. Cây à? Anh ngồi cơm, anh cơm mấy cây anh kia. Vậy là mấy giờ chạy lên được? Chiến thích lắm. Gửi cây. Cao cao vậy nha mày. Chán rồi anh em. Đi đâu đó đó. Đủ rồi. Cơm dưới dưới gần cao su. Anh đang lấy chén sang bấm ba cái lại tuôn. Ngồi lộn lộn ra, cho mấy đứa nó ngồi với. Bảo rồi. Nói chú bụng sao quá trời đâu mày. Quay phim. Thấy đi, mấy đứa. Này gấp cái kho ra. Lộn ra. Bánh tô. Gấp cái kho ra. Lộn ra. Đủ rồi, đủ cho con vô. Bưng cho cái nha. Lộn 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 lộn. Chịp tấm này thêm nữa. Nắp vô nữa anh ơi. Rồi mày bà con cô bác nghe dùng cơm đây, không có mấy. Em ơi cái hợp đồng của mình chưa đóng dấu giúp lai, chạy lấy hợp đồng của mình về đóng em cầm cái mộc lên đang đóng dấu giúp lai với cái tờ giấy giới thiệu đúng 4 giờ có mặt ở đó giùm anh được. Cái này hai người ra luôn, ngon quá. Đúng rồi. Sao sao? Đi cơm ra. Ngủ đây, ngủ đi. Cá. Bữa ăn thì như tỷ. Tại vì 4 giờ nó có mặt nó lấy đóng dấu hợp lai rồi đưa vô. Nè em anh lấy chén này nè. Nó tại vì nó đi tập huấn á. Nè đây cũng được cái chén nè. Dặn mắm ba tuần. Nói vậy này thiếu cái tờ giấy giấy giới thiệu. Đúng rồi. Dặn hai ba chén mà. Cầm cái mộc lên đóng dấu hợp lai của cái mà cái hợp đồng mình rồi. Rồi. Hôm nay nào nấu cơm giống như xôi với ông nội. Chào chào đặt. Phải cháo chứ. Trời ơi. Nam mà nấu sư phụ. Ai nấu vậy? Nam á. Trời ơi nè, đây ăn ăn cơm làm cháo luôn nè. Xôi. Đó. Đó đó cháo nè. Đó toàn là thánh nấu cơm không à. Đó. Ở kệ có đỡ ăn không, có nhiều người cũng có nữa. Rồi mời cả nhà ăn cơm nha. Xin phép các anh em chiến sĩ rồi đó. Công nhận chưa, ăn cháo ngon thiệt, ăn cháo với cô quẹt. Nè ăn cháo lạc. Cái này là cháo của người Tiều mà sư phụ. Rồi, ăn cháo đặc nè. Đó. Tiều ăn cháo gì đó. Đó, cháo quậy 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 nha. Không sao mới, con tôm ăn cái này. Luôn. Miệng cái này. Đó, cô quẹt. Cô quẹt nó hơi mặn nha. Quá từ từ giờ nha mấy bạn nặng tay, lấy mà mặn là uống nước bây giờ là hết nước rồi nha. Đó. Quá tài, quá tài ơi. Có ai mới vừa rồi không? Hả? Vừa rồi. Hiểu. Rồi. Đây đủ rồi, chúng ta. Rồi. Đó. Rồi ăn cơm cháo cô quẹt với là rau sống. Đó, ăn kiểu Mỹ phẩm là cùng cắm đầu luôn. Mà giờ ăn bệnh chết hết thì. Vô đi. Đó, có rổ rau là hấp dẫn luôn nè. Ai nấu cơm quên bò đổ nước hay gì thầy? Cái mùa này miền Trung bị lũ lụt, cây cỏ chết ra rồi. Mình đổi ra rau mua ở đây không có đâu. Đánh dây thép qua cho đô nó châm gửi về rủ rau ăn á. Tiền phí vận chuyển đâu có nhiêu triệu không. Gửi gì bao lâu mới tới sư phụ? Hả? Ăn rủ rau đợi lâu à? Rồi mình đánh dây thép cho đô nó châm hồi tháng trước. À, mày đợi đâu chút xíu rồi tao đang bầu cử với lại đi lên đền. Đó. Không tao gửi cho mày vô. Thì coi chút kẹp cho anh Tiều luôn. Bữa nay mới tới à? Đấy. Gấp cho nửa cá anh Tiều. Gấp cho nửa cá. Cá à? Nhỏ nhỏ rồi, nửa con rồi. Hấp dẫn không? Cá kho à. Rồi Vinh ơi. Dạ. Đeo bên cây để camera cho nó chỉ xuống là được rồi. Rồi nhảy vô ăn. Đó. Đi. Đúng rồi. ngon luôn. Đó, ăn cháo với rau nè. Ăn cháo với con quẹt nè. Ăn chưa điếu, ăn chưa điếu. Kiếm chỗ để cam ta. Bữa rồi, bữa nào nấu cơm ăn. Nấu cơm thằng cháu, nguyên đám mà. Từ đây đến đó thổi ngã. Thổi hoài là đèn nó bún. Ngã, đúng rồi. Đó. Lên.
Quá lỡ, quá lỡ. Trời ơi, báo cáo cả nhà nha, có tiền ăn cũng được luôn. Này mấy món ăn này cứ ăn vài chục, vài tỷ không? À, chỉ có đại gia mới ăn kiểu này. Quá ngon, quá ngon. Hấp dẫn không? Cô quẹt ăn xong mấy anh em chuẩn bị lên núi vô rừng nữa đây, đường sân chợt không phải sao không dạ không ở nhà biết sao, mỗi lần lên núi vô rừng chạy không cái đường đi đó, nó xa có nghi mà chạy vô tới là nó chiều rồi đó, mỗi lần kiếm một cái địa điểm đi cả ngày vậy đó. Như đi tới đây đó là trưa rồi, cho nên nó buộc phải tấp vô nấu ăn rồi ăn no xong mới đi tiếp. Dạ muốn cá đưa cái bánh chưa bấy hả? Còn đây còn chưa bấy mấy anh em bánh đây bánh cho mấy anh em bánh có cầm cháy ăn luôn á. Đó lên đó. Giữa đường cầu núi. Ăn về là tiện lợi nhất. Có mày đường cái nước chặt mua sao bụng. Đó. Cơm này đường cái nước chặt mà không nhai khỏi nhai. Không chậm mất chân cá. Mấy đứa ăn bả chân cá gom là đựng giục tùm lum nha mấy đứa. Để con công anh nuôi bày cọp trong này nó ra nó ăn mất chân cá mà công tốn 600 triệu đi bổ tịch nữa. Chưa nó để dành cho kiến. Ngon quá cả nhà ơi. Bữa nay được ăn bồn nuôi gì cá ho anh nè nói âm thầm để lặng không mà không có anh nào nói chuyện hết. Bỏ một lần á đi kiếm vô một cái chỗ để mà giúp đỡ bà con á đi cả ngày trời chưa tính á đi xong vô gần tới nơi bắt bắt trinh á bị mất thời gian rồi vô đi lạc nữa. Để mình lấy thông tin á, người ta chỉ đường xong mà lát nữa vô đi á là nó sẽ gan nẻo à. Đó. Mà tội nghiệp bà con á, địa phương á mà mỗi lần chỉ á, cậu đi về cây nữa tới à, về cây lát nữa đi tới chiều luôn. Đó. Đây là lên chút xíu rồi, đây là lên đó xíu à. Tới cái ba tới quẹt trái quẹt phải xong mà tới rồi. Đó, tới chiều luôn. Đã rồi có bữa nay ăn cháo với con quẹt với cá kho. Biết nãy làm con quẹt nhiều chút rồi. Hết sạch luôn rồi. Hết nước mắm. Cái hôm nay mua nước hộp vịt, hai chén hộp vịt với nước mắm, với dầu. Đi hay về. Ở đây sao? Rước cuộc á, là bơm cái nồi qua cho thằng em nó múc. Sao sao có không? Nồi cơm, nồi cháo đâu mất tiêu rồi. Còn này nó bún thằng đó đó. Đứa nào cho cái nồi cháo vô bụng rồi. Đó. Cháo nó ngon quá, đâm da chôm. Mày nghĩ sao nấu cháo hỏi có cơm cháy không? Có. Thằng này hỏi cái là con muốn trốn vô trong rừng luôn á. Mày hỏi cháo khét. Có cháo khét không? Hỏi nghe còn nghe có lý. Đó.
ổng dạ giờ đi qua Lào với giờ ăn kiểu giống bên Lào, nửa Lào nửa Kinh, ăn thành tàu Lào luôn. Không bé không nhảy lắm. Trời ơi bé. Mẹ không? Cảm thấy là mấy thương nè, chú bớt nè. Bỏ không? Bỏ không? Ngon ngon. Nay hỏi thiệt là mấy anh em có ai nhớ nhà nhớ vợ không? Ở đây nè chú. Hả? Có hả? Không mày giống, mày giống như vụ vậy. Cái đời không nhớ tao. Tao nhớ bà mập liền chết luôn á. Có, em có chú. Mày hả? Đưa mượn giá luôn á. Con nó chú ơi. Ủa sao còn ké nữa à? Vợ con không nhớ rồi. Tám nhớ mẹ. Ở đây chưa ai có vợ đó. 18, 19 tuổi không? Có vợ đâu nhớ. 18, 19 không mà. Ở đây mấy con dịch này nó là tuổi gì thành niên không quý vị ơi. Chú uống cháu khác không? Cháu khác không? Đổi đi. Đổi vào. Đổi chén thôi. Đổi vậy, tao ăn ăn đổi vậy. Thì đổi qua cái này cháu khác không à? Mày ăn cái bỏ chén này. Đấy, ăn rồi chú uống ăn nhé. Đói. Chú uống ăn thôi à. Hả? Bỏ ăn cháu khác là bình thường. Giờ là chú uống ăn nhé. Dạ, mày đổi hết rồi. Thì bây giờ đổi luôn. Mới đổi. Đổi à? Đấy. Cháu khác là ăn là hấp dẫn hết luôn. Chú vô chú uống ăn nhé, chú phải lộn ăn. Giờ đi nè. Muốn ăn một chén cháo cá rồi bởi mà tốn biết nhiêu tiền không? 500 triệu. Chú Bụ ơi. Chú Bụ. Nói thiệt chú Bụ đây nè. Hồi đó bà nội đẻ chú Bụ trong xe tăng hay gì? Hồi đó bà nội đẻ chú Bụ trong xe tăng hay gì? Mày còn câu nào hỏi không á mày, cái thằng mất dịch chú quá. Dạ dù nổ dữ quá. Đó sư phụ là để trong thơm mình. Còn cốt. Mày nghĩ sao mà hỏi chú phụ ơi, đó bà nội đẻ chú phụ trong chơi tăng hay sao mà chú phụ nổ quá, chịu không nổi. Mày ăn cơm mày còn câu nào mày hỏi không? Thằng này đúng cái tên của nó là thằng chết quá luôn. Không, nó nói những câu mà bây giờ tao muốn hỏi lắm á. Hiểu cơm nữa không? Đúng. Đẻ trong cho xe tăng cũng chưa đến nổi nổ đâu. Hả? Có đạn á. Đúng rồi, đẻ trong kho đạn á. Có đạn, có bơm nữa. Bảo mấy mày, chú mày có cái tên táo lựu đạn hả? Xuống lít đi rồi biết cái tao. Lát tắt tivi màn hình con này là bún mày coi mà còn cái con này mà hỏi là chú bộ nó đẻ trong xe tăng nè. Lát đi xe cứu thương nha. Xe cứu thương còn chống phải không? Lát tải này luôn à. Chắc kêu này phải phỏng vấn bà nội hỏi kỹ lại cái vấn đề này rồi chứ. Nghi lắm à. Đúng không? Không được. Anh Teo. Cái gì? Lấy máy quay qua anh Teo anh làm vậy? Đẹp không? Chú bộ mẹ hồi đó, bà nội mình đẻ chú bộ mẹ là đẻ gớt. Mà gớt lên trên cái đống co bơm á. Bà đang đi máy bay, bà trốn dịch. Trốn xong cái bắt đẻ quá, đẻ gớt ra tự cho máy bay gớt xuống co bơm. Ta nằm dưới, ta chế đạo bơm luôn. Trời đạn tới giờ luôn á chú bộ. Chồng anh em kề luôn á. Cầm trái rồi. Cầm trái nữa rồi chú bộ. Tại là con trái rồi. Ê, cháu trái. Đó, xin lỗi. Để ăn cho nó cạn chứ đi, múc thêm. Múc nhiều quá. Ăn chưa hết mà múc thêm á. Tự nhiên dưỡng khỉ đâu chạy trên xuống ký đầu cấp cấp. Trời ơi. Ngọn mấy cà bê bính. Quá vậy người luôn hai trứng, ăn không hết luôn. Để nhìn luôn á, đâu dám, nào dám ăn đâu. Để mà chú bộ đồ múc thêm. Hai trứng ăn hết luôn rồi cũng không hết nhiều, ổng mua 20 trứng bởi vậy. Chưa mua 20 trứng mày đâu mà chạy ra mày đó mày quơ ra bọc à. Quơ mày quơ ra có 2 trứng vậy. Xong mà mấy anh em mà không ai dám ăn ngò ngó cúng luôn. Có quá anh đổ lên nồi rồi nó hết luôn á. Xuống tắt luôn. Đổ ra luôn đi. Đó. Đập trộm vô thôi mày. Đập chặn. Đó trộn vô lăn vô. Bây giờ á. Lột ra. Cho ông rồi. Nó ném bao nhiêu người lột ra cắt ra bao nhiêu miếng. Đưa đây em lọc cho em đi. Rồi bắt luôn á. Lọc ra bỏ vô nồi kho quạt hả? Khô. Ừ. Cái nồi cơm nó cháo tí mà sao vậy? Đâu.
Rồi rồi. Không còn gì luôn á. Ai à, mấy này biết của trời quá. Nó ăn gì đâu mà ăn thịt đó luôn. Nó ăn chừa. Cháo mà trái nó cũng biết thịt đó luôn. Nói lắm rồi chú. Trời trời mày thật cái gì vậy? Lọt mấy cái trứng nha. Trứng thì mập dần nó mập. Nó tới lộ quá. Chưa mập dây. Á quên chưa mập dây. Lọt lại ơi. Đang làm chú. Giỡn ngón nha, chào ngón giỡn thôi. Nói lên. Chưa bá giá. Cảm cho bụ. Giỡn ngón nha, hết cảm mà chào ngón giỡn hết cảm mà chào con. Giỡn là lạnh mà ác lắm. Hả? Giỡn đi. Mười lát nữa kêu mấy vượng ra cạo gió cho. Đây con lọc trứng đấy. Đi ra an toàn là nhân tài không? Ờ mấy anh ăn xong rồi vô trái cây hả? Hả? Vô trái cây hả? Là xét chứ trái cây gì. Ủa đề có đồng quần tập chứ không? Đang là xét. Vừa mua 3 tỷ đô ở Mỹ. Vừa mua 3 tỷ đô ở Mỹ mới gì hả? Trời ơi. Giờ trong hội ai nói chuyện thì cũng tiền tỷ đô không anh Tài. Trời ơi, đi với 8 lựu đạn mà. Hỏi làm sao anh nào nay không dắt theo súng nóng. Giờ hai trứng ha. 20 người. Giờ chia làm sao ra. Lấy cái tăm trứng chọc. Trứng 10 người. Hả? Lấy cái tăm chọc. Thôi giờ vậy nè chú Bụt. Lấy cây ghim vô người cắn miếng. Mới đủ. Không có. Người cắn miếng hả? Sao đủ. Giờ lấy cây ghim vô thằng liếm cái thôi. Giờ để chúng lại mới còn nha chứ. Người liếm miếng ha. Chắc còn nguyên luôn á. Trứng của em nhỏ quá yêu. Vậy trứng của ông bán á, mà trứng hiếu. Trứng thằng hiếu lên lại á, là nó có biệt hiệu chết quá. Đập cái trứng là bảo là biết của ai rồi. Chưa mà. Hả? Chưa tập hợp hay gì vậy? Ờ. Cái gì hả? Rửa chén. Tập hợp rửa chén. Chưa ăn xong rồi rửa chén. Chưa ăn xong. Tập hợp rửa chén. Đi sau kia toàn tiếng gì không mấy ông nội. Toàn ngủ không mà. À. Gom để chiều rồi anh rảnh rồi ai rảnh rồi rửa luôn à, tay ơi. Đâu rồi tan bớt anh xuống suối. Suối tan bớt nữa rồi. Suối hả? Suối tan bớt. Có suối kìa. Có suối không? Thôi chiều mình còn ăn nữa mà rửa gì. Rửa xương xương cho nó bớt ba cái cháo để em thôi đóng nó bị khô chiều khó rửa lắm. Chiều đổ canh vô nó mềm rồi. Vậy ngâm cái nồi kia đi. Ngâm nồi cơm đi. Rồi. Quên số bụng đang ăn. Đó. Còn không? Còn chén cơm trái không? Ừ, cháo trái. Thiếu làm miếng cơm trái nữa à? Thôi. Đinh nè. Chú Bụt. Bác giấy. Dạ. Hả? Con nồi lắm rồi chú Bụt. Kêu gì chú Bụt? Con nồi chú Bụt. Kêu gì? Bác giấy. Chú Bụt, nó nghĩ sao lộn hai trứng rồi anh chia ra đây 4 người 1 trứng, mình nó quấn 1 trứng chú Bụt. Đại quýnh nó. Quýnh lại lên nó bự quá. Cái vậy lấy cái kia nó lấy cái miếng bùi nhồi ở trong lấy cái rổ chén á. Lấy đâu? Mình có mua bùi nhồi mà. Có em cho xem lấy xuống. Mua miếng bùi nhồi nó 50 triệu mà. Lau rửa chén ngon lắm. Mắc cỡ quá ngồi ăn hoài rồi. Ừ. Gái. Trong nhóm mình nhiều thằng tay trái lắm. Thường thường ta nói tay trái lái gì? Tay trái lái xe đua. Bỏ miếng cơm trái vét hết luôn đi, bỏ ổn. Người Việt Nam ăn vậy không á? Dễ bè bọc. Mấy đứa không ăn để rượu chở cho. Thôi là xe tải xe container. Hiểu được nửa chén rồi con. Thôi. Mấy lũa cạo xuống. Trời ơi cơm này mua tiền không mà bỏ uổng.
Để cạo đi. Cái mũi nóng có dễ cạo không anh? Vét da để bỏ uổng. Đó. Cháo này dễ gì có mang. Cháo là nấu ở kiểu thần thánh. Về tao quýnh thằng bác giới nè, nguyên một cái thùng á ba tê kêu bỏ lên xe vuốt cột đó, nó lo nhiều chuyện rồi xong á, rồi cái thùng ba tê để nhà luôn rồi hết rồi à, sau mấy phút chinh chiến nè à. Giờ kết quả là cả nhà vòng một đầy đủ rồi. Bye bye cả nhà. Ủa. Hẹn gặp lại cái cử cơm 500 tỷ. Cử cơm này ăn bèo quá, có mấy tỷ. Vậy ông rồi. Lấy gì? Tình nguyên viên mình nhiệt tình thiệt chứ bộ. Kêu lấy mấy chén hứng cho cù cao su xuống rửa luôn à. Rồi bye bye cả nhà. Dạ được. À, thấy là không còn gì hết luôn. Ghê vậy nè.